Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán Thằng Thầy Lợi nha các bạn. Thì có một bạn hỏi mình, đó là bạn Khý Nguyễn. Bạn ấy hỏi rằng nếu cho diện tích là 108, chiều rộng là 9 cm, tính chu vi. Thì ở đây các bạn nhớ công thức tính chu vi hình chữ nhật viết tắt nha các bạn, sẽ bằng dài chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân cho 2. Nhớ chiều dài và chiều rộng phải cùng đơn vị đo. Ý nói nếu dài là cm thì rộng cũng phải là cm. Ok chưa ạ? Vậy để tính được diện tích, để tính được chu vi các bạn phải có chiều dài và chiều rộng thì mới có chiều rộng thôi, chưa có chiều dài. Thì các bạn nhớ thêm một cái công thức nữa nha các bạn, đó là chiều dài. Khi các bạn có diện tích và chiều rộng thì muốn tính chiều dài, ta lấy diện tích chia cho chiều rộng. Cũng tương tự, muốn tính chiều rộng mà có diện tích với chiều dài thì ta lấy diện tích chia cho chiều dài. Ok chưa ạ? Rồi, vậy đầu tiên các bạn phải tính được chiều dài. Rồi, chiều dài hình chữ nhật là các bạn đừng nên viết tắt nha các bạn, mình viết tắt để mình nói lẹ thôi, mình viết cho lẹ thôi. 108 diện tích này chia cho 9. Rồi 108 chia cho 9, 1 chia 9 không được, 10 chia 9 được 1, 1 nhân 9 là 9, 10 trừ 9 được 1, 1 chia 9 không được, 8, 18 chia 9 được 2, 2 nhân 9 bằng 18, 18 trừ 18 được không? Vậy bằng 12, đơn vị là cm. Khi có chiều dài và chiều rộng thì các bạn sẽ tính được chu vi hình chữ nhật là sẽ lấy dài 12 cộng rộng là bao nhiêu ạ? Là 9, tất cả nhân 2 bằng bao nhiêu? Các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.